Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan này vừa nhận được thông tin từ Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, lao động Việt Nam trước khi nhập cảnh Đài Loan, Trung Quốc được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm COVID-19 với thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 đại tệ. Đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động tuyển dụng từ 4 người lao động trở xuống, thì người lao động phải có giấy ủy quyền cho chủ sử dụng thay mình mua bảo hiểm và chủ sử dụng sẽ chi trả phí bảo hiểm này cho người lao động. Đài Loan hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2021, thị trường Đài Loan đưa được 19.388 lao động đi làm việc.